Kính chào quý vị, Sơn Giang rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Sáng tạo trẻ do Truyền hình Thanh niên Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ thực hiện với sự đồng hành từ Quỹ xã hội từ thiện Tâm nguyện Việt. Thưa quý vị, trong chuyên mục hôm nay, Sơn Giang muốn giới thiệu đến tất cả quý vị một sản phẩm rất là ý nghĩa và cũng vô cùng thú vị, đó chính là mắt kính thông minh hỗ trợ giao tiếp cho người khiếm thính. Và điều đặc biệt hơn nữa, sản phẩm này do một bạn còn rất là trẻ phát minh. Bạn ấy chỉ mới là học sinh vừa tốt nghiệp trung học phổ thông mà thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sản phẩm này quý vị nhé. Với đam mê công nghệ và ngôn ngữ lập trình, Nguyễn Minh Nhật Huy đã dùng những kiến thức đã học để ứng dụng vào thực tiễn, giúp đỡ hoàn cảnh đặc biệt, nhất là những người khiếm thính. Từ đó, Huy và các bạn của mình đã bắt tay vào nghiên cứu mắt kính thông minh hỗ trợ giao tiếp cho người khiếm thính, tích hợp trí tuệ nhân tạo AI để giúp người câm điếc tự tin giao tiếp. Điểm đặc biệt của sản phẩm là vừa có khả năng giao tiếp hai chiều, vừa nhỏ gọn để rút ngắn khoảng cách giao tiếp và tạo cảm giác gần gũi cho người khiếm thính. Mắt kính thông minh được hoàn thiện với một camera ở giữa, giúp ghi lại thủ ngữ của người khiếm thính, chuyển thủ ngữ thành tín hiệu âm thanh, sau đó phát ra loa những điều họ muốn nói. Ngược lại, để người khiếm thính hiểu được người đối diện nói gì, mắt kính sẽ thu âm giọng nói của đối phương, chuyển âm thanh thành tín hiệu văn bản và hiển thị trên màn hình mắt kính. Kính thưa quý vị, ngồi cạnh Sơn Giang ngay lúc này là em Nguyễn Minh Nhật Huy, học sinh của trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, cũng là tác giả của sản phẩm mắt kính thông minh hỗ trợ giao tiếp cho người khiếm thính. Dạ, xin chào. Nhật Huy thân mến, nghe về mắt kính thì anh cảm thấy rất là tò mò, bởi vì anh nghĩ là mắt kính thì thông thường phải hỗ trợ cho người khiếm thị chứ, tại sao lại là hỗ trợ cho người khiếm thính? Cho nên là em có thể giải thích rõ để anh được hiểu cái sản phẩm của mình. Dạ, là người khiếm thính thì họ sẽ không nghe được và họ cũng không nói được, nhưng mà họ có thể nhìn được, nên là em sẽ cối ô mọi thứ như thế nào để họ có thể tận dụng cái mắt của họ để có thể nghe và nói. Thì là cái kính này thì họ sẽ đeo lên, ví dụ em là một người khiếm thính thì em sẽ đeo thiết bị này lên. Thì bây giờ là làm sao để họ nghe được, thì là nó sẽ có một cái màn hình, nó sẽ có một cái màn hình hiển thị trên đây, thì là nó sẽ trong suốt và nó sẽ có những cái dòng chữ mà được thu qua một cái micro và nó sẽ hiển thị chữ lên. Thì họ sẽ đọc được cái môi trường, những cái từ ngữ mà đối phương đang nói họ sẽ đọc được. Còn giống như đọc Việt sub trong những bộ phim vậy. Còn về việc đó là làm sao để họ nói được, thì cái ngôn ngữ chính trong cộng đồng người điếc câm hoặc là người khiếm thính á, thì là ngôn ngữ ký hiệu hay còn gọi là thủ ngữ, thì là những cái ngôn ngữ mà phổ biến dùng không ngôn ngữ hình thể cũng như là bàn tay, ngón tay và cũng như là mọi thứ trên cơ thể để có thể thể hiện được ý nghĩa của những thứ mà họ đang muốn truyền tải. Thì là em ứng dụng lại cái đó và em lấy những cái mô hình trên bàn tay của mình, thì họ sẽ có một cái camera trên đây, thì em sẽ sử dụng một số mô hình AI và em phân tích để nó có thể phân tích được cái chuyển động của bàn tay của người sử dụng, và nó sẽ phiên dịch ra và phát ra loa. Anh hiểu rồi, có nghĩa là cái người khiếm thính thì họ vẫn bị hạn chế về nghe. Cho nên là họ vẫn phải, có nghĩa là từ cái kính này thì sẽ giúp cho họ giao tiếp bằng cách là họ có thể đọc được chữ, đúng đọc không? Đọc được chữ. Vậy thì cái sản phẩm này thì cái cấu tạo của nó như thế nào, để em có thể giới thiệu về thành phần cũng như là cấu tạo của sản phẩm? Dạ, cấu tạo của sản phẩm thì em sử dụng Raspberry Pi Zero, và sau đó thì em chỉ việc kết hợp vào camera, loa và các màn hình và ống kính, và sau đó em thiết kế một cái mô hình 3D để làm sao cho họ đeo dễ. Thì em thống kê các chi phí thì nó sẽ rơi vào khoảng 900 ngàn một thiết bị như thế này. Mắt kính có cấu tạo gồm SIM 4G kết nối Internet với máy chủ, mạch Raspberry Pi, pin, camera, micro, màn hình OLED. Chi phí lắp đặt mắt kính này khoảng 900 ngàn đồng một chiếc. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng công cụ trợ lý ảo Google Assistant để thu âm giọng nói và chuyển thành văn bản. Thời gian tới, nhóm sẽ làm dày dữ liệu lên khoảng 1.000 cử chỉ để việc giao tiếp trở nên dễ dàng với bộ dữ liệu lớn hơn. Nhóm cũng dự định tích hợp SIM điện thoại vào mắt kính để giúp người khiếm thính giao tiếp với bạn bè ở xa, giúp họ có nhiều mối quan hệ xã hội hơn. Cho anh mượn cái sản phẩm một chút nha. Dạ. Thật ra thoạt đầu khi mà nhìn qua thì riêng cảm giác của anh thôi nha, thì anh thấy nó hơi cồng kềnh, dạ, nó cũng hơi nặng nữa. Vậy thì
liệu rằng là cái người khiếm thính khi mà người ta đeo cái này quá lâu á thì người ta có cảm thấy bị đau đầu không? Dạ, là cái thiết bị này hiện tại là nó nặng là 300 gram, là nó khoảng bằng nó khoảng ít hơn một cái điện thoại bình thường. Nó khoảng ra là em có thử nghĩ tới là em đeo khoảng một ngày thì em cảm thấy là nó cũng đổ mồ hôi chán rồi nó nhưng mà em cảm thấy là em đeo thì em vẫn cảm thấy cũng khá là dễ chịu đó, nhưng mà em đeo quen. Anh đang rất là tò mò và anh muốn được trải nghiệm cái sản phẩm này để em có thể hướng dẫn cho anh sử dụng được không? Dạ được. Rồi, thử cho anh nha. Đây là anh sẽ đeo lên như thế này. Dạ. Thì nếu như mà muốn chặt hơn thì mình có thể siết các sợi dây trên đây lại. Dạ. Ví dụ như vậy thì là khi mà em nói là hello anh. Anh khỏe không? Thì anh có thấy được cái dòng chữ ở trên đó không? Anh thấy rồi. Cái đó là cách để họ có thể đọc được những cái từ mà mình đang nói. Nhưng mà với điều kiện là mình phải nói chậm chậm lại một chút thì máy mới có thời gian để xử lý. Thì nó sẽ chạy liên tục những cái dòng chữ đó. Rồi tiếp theo là thì em cái này nó giống như là ý tưởng em lấy từ cái mà YouTube, lấy từ những cái bộ việt súp mà tự động trên YouTube. Rồi về cái thủ ngữ thì anh có thể làm thử cái từ này. Thì anh có thể để coi thử, như ví dụ như là từ như thế này. Thì nó sẽ phát ra từ xin chào. Rồi. Nhưng mà anh đang thắc mắc là không biết rằng là cái mắt kính này thì có bao nhiêu cái ngôn ngữ là có thể được tích hợp vào để sử dụng em ha? Dạ, hiện tại thì đối với lại cái trình độ của em thì em mới tập hợp là em mới vừa nghiên cứu được khoảng 60 loại từ ngữ. Và mỗi từ ngữ thì em có rất là nhiều dữ liệu cho cái từ ngữ đó để nó có thể huấn luyện và xây dựng cái mô hình AI. Tại vì em học được những cái này là hoàn toàn từ trên mạng, nó hoàn toàn rất là hồ sơ, là em không có một cái gì đó gọi là nó sẽ vượt hơn. Hiện tại em mới làm được khoảng 60 từ ngữ thôi. Rồi, cảm ơn em, anh đã hiểu về cái sản phẩm của mình rồi. Thật ra ban đầu thì anh nghĩ là nó hơi cồng kềnh và nó khá là nặng, cho nên rằng là anh cũng có một cái suy nghĩ là nếu như đeo cái này vào thì liệu rằng nó có đau đầu hay không. Nhưng mà quả thật là khi mà được trải nghiệm và em hướng dẫn cho anh sử dụng thì anh thấy rằng là rất là thoải mái và cũng không có làm cho mình bị đau đầu, và đeo vào thì cảm thấy rất là dễ chịu. Sản phẩm này thì em đã có tham gia cuộc thi nào chưa? Sản phẩm này thì ban đầu em làm với mục đích là tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học của thành phố. Thì sau đó thì em đạt giải nhất và phát triển thêm để tham gia một số cuộc thi bên thành đoàn. Ví dụ như là cuộc thi kinh học trẻ, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên. Thì em có đạt giải kinh học trẻ giải nhì kinh học trẻ thành phố và giải nhất kinh học trẻ quốc gia. Có nghĩa là từ cái hệ thống giải thưởng mà em đã đạt được cũng đã cho thấy được cái tính ứng dụng và ý nghĩa của sản phẩm mà em mang lại rồi. Kính thưa quý vị, trong thời gian qua, chuyên mục Sáng tạo trẻ đã phát hiện và giới thiệu đến tất cả quý vị rất nhiều những sản phẩm sáng tạo vô cùng ý nghĩa của các bạn đoàn viên thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Và những suất học bổng của chương trình cũng là nguồn động lực để giúp cho các bạn có thể tiếp tục khám phá, say mê, nghiên cứu để có những sản phẩm sáng tạo đầy ý nghĩa phục vụ cho cuộc sống. Và tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến tất cả quý vị có sự hiện diện của ông Hứa Tiến Hùng, là Phó Giám đốc của Quỹ Xã hội Từ thiện Tâm Nguyện Việt. Và sau đây xin được mời ông Hứa Tiến Hùng sẽ trao số học bổng trị giá 5 triệu đồng dành cho em Nguyễn Minh Nhật Huy. Và Huy thân mến, với số học bổng này thì chương trình cũng hy vọng rằng em sẽ có thêm một nguồn động lực để có thể hoàn thiện và phát triển sản phẩm của mình trong tương lai em nhé. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình xin được nói lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ sau.